Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Nói đến bánh ít là một cái món bánh ngon của người miền Tây. Và hôm nay thì mình sẽ làm món bánh ít khoai lang tím nhân dừa. Thì với cách làm mới này thì mình không cần sử dụng đá chuối để gói bánh, nhưng mà mình có thể làm ra những cái bánh ít hình bông hoa mai với một cái màu tím hồng của khoai lang nhìn rất là đẹp. Và bánh sau khi hấp ra xong nó rất là mềm dẻo. Phần nhân bánh thì thơm thơm béo béo của nhân dừa và đậu phộng. Thì với cách làm như thế này, bánh mình để qua đêm nó cũng rất là mềm mại và không có bị khô cứng. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thích cách làm món bánh ít khoai lang tím nhân dừa thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để làm bánh ít thì ở đây mình có chuẩn bị 4 củ khoai lang tím. Khoai lang sau khi mình gọt vỏ ra xong rồi thì mình cân lại được là 600g. Và bây giờ thì mình sẽ cắt khoai lang ra thành những cái lát mỏng. Để chút nữa mình đem khoai lang đi mình hấp cho khoai lang nó nhanh chín hơn nha. Khoai lang tím sau khi mình cắt ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi và mình sẽ hấp khoai trong vòng là 30 phút. Và trong thời gian chờ để hấp cho khoai lang chín mềm thì bây giờ mình sẽ qua chuẩn bị để làm nhân bánh ít trước. Và ở đây thì mình có là 300g cơm dừa và mình sẽ sử dụng cái cơm dừa loại rám mềm ấy, thì mình làm ra cái nhân bánh nó mềm dẻo ăn rất là ngon. Còn nếu mà mình sử dụng cái cơm dừa rám cứng ấy, thì làm ra cái nhân bánh nó sảm và cứng thì ăn nó không có ngon như cả nhà. Và mình sẽ cho vào trong phần nhân bánh thêm 150g đường cát. Và ở đây thì mình có chuẩn bị thêm là 100g đậu phộng. Và để cho cái phần nhân dừa được dẻo và ngon hơn ấy, thì mình sẽ cho thêm vào 50g bột bánh in. Hay là bột qua bánh dẻo á, mình cho vào thì cái nhân dừa nó rất là dẻo. Còn nếu mà cả nhà mình không có thì mình có thể cho bột nếp vào cũng được. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho thêm vào nửa muỗng cà phê muối và 2 ống vani. Và bây giờ thì mình sẽ cho cơm dừa ra ngoài tô. Rồi sau đó thì mình sẽ cho đường và muối vào luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lại. Rồi mình sẽ để khoảng tầm 30 phút á, để cho đường và muối nó thấm vào trong cơm dừa. Khoai lang tím thì nãy giờ mình hấp cũng đã chín mềm rồi. Và bây giờ thì mình sẽ qua mình nghiền cho khoai lang nó nhuyễn mịn. Khoai lang tím sau khi mình nghiền ra thì mình thấy ở trong khoai nó còn rất là nhiều xơ. Cho nên sau khi mình nghiền nhuyễn ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho khoai lang qua bên cái rây hoặc là cái rổ, cái lỗ nhỏ. Thì mình sẽ rây lại một lần nữa để mình lội cái phần xơ khoai lang ra như cái nhà. Khoai lang tím ấy thì mình cũng đã rây mịn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ qua cho bột nếp vào trong thau. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng là 600g bột nếp. Và bột nếp ở đây mình sẽ sử dụng đó là bột nếp khóm. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho khoai lang tím vào. Sau đó thì mình sẽ trộn cho khoai lang tím và bột nếp đều lại. Mình làm bánh ít á, mình cho thêm khoai lang tím vào á, thì cái bánh sau khi hấp ra xong nó rất là mềm dẻo. Bột nếp và khoai lang tím thì mình cũng đã trộn đều. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào 200ml nước nóng. Mình cho từ từ vào trong bột thôi, sau đó thì mình sẽ trộn đều lại. Thì tùy bột mới hay bột cũ mà bột nó sẽ hút nước khác nhau. Cho nên mình sẽ cho từ từ vào trong bột thôi nha cả nhà. Và trong lúc trộn bột, nếu mình thấy cái bột nó còn hơi khô thì mình cứ cho thêm nước nóng vào. Và sau thời gian 5 phút nhờ bột thì khói bột bây giờ nó cũng đã rất là dẻo mịn và không có còn dính tay nữa. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho thêm vào một muỗng canh dầu dừa để cho cái bánh của mình sau khi hấp ra xong nó sẽ được bóng mượt và thơm hơn. Bột thì nãy giờ mình nhồi nó cũng đã rất là dẻo mịn. Và bây giờ thì mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Và mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm mình bọc kín khói bột này lại để cho bột nó không có bị khô nha. Và trong thời gian chờ để cho bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ qua làm nhân bánh ít. Mình sẽ cho cái phần nhân dừa ra ngoài chảo. Sau đó thì mình sẽ xên với lửa vừa nhỏ. Mình xên đến khi nào mình thấy cái phần cơm dừa nó trong lại và nó khô nước á, thì lúc đó mình sẽ cho cái bột bánh in vào nha. Mình làm nhân dừa mình cho thêm cái bột bánh in vào á, thì nó rất là dẻo. Còn nếu mà cả nhà mình không có cái bột bánh dẻo hoặc là bột bánh in á, thì mình có thể nấu thêm đậu xanh mình cho vào để tạo cái độ dẻo cho cái phần nhân dừa nha cả nhà.
Và sau thời gian 5 phút thì cái phần cơm dừa nó cũng đã trong lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho bột bánh in qua bên cái rây. Sau đó thì mình sẽ rây từ từ vào trong cơm dừa. Sau khi mình cho cái bột bánh in vào trong cái cơm dừa thì bây giờ cái phần nhân cơm dừa nó cũng đã rất là dẻo. Và cuối cùng thì mình sẽ tắt bếp. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào hai ống vani rồi mình sẽ trộn đều lại. Đậu phộng thì mình cũng đã rang xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái chà đâm tiêu á, mình giã cho hạt đậu phộng nó bể ra. Rồi sau đó mình sẽ cho vào trong nhân cơm dừa thì nó sẽ thơm và ngon hơn. Còn nếu mà cả nhà mình thích giã đậu phộng nhuyễn thì mình cứ giã nhuyễn nha. Còn mình thì mình chỉ thích giã cho cái hạt đậu phộng nó vừa bể ra thì mình ăn nó còn có độ giòn và rất là ngon. Đậu phộng sau khi mình giã ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào trong cơm dừa. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn đều lại. Nhân cơm dừa và đậu phộng thì mình cũng đã trộn đều. Và bây giờ thì mình sẽ vo tròn để mình làm nhân bánh ít. Mình làm nhân bánh ít mình cho thêm nhiều đậu phộng vào á, thì cái bánh sau khi mình hấp ra xong nó bùi bùi thơm thơm đậu phộng, mình ăn nó rất là ngon. Và sau thời gian 30 phút mình để cho bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ qua làm bánh ít. Phần nhân cơm dừa thì mình cũng đã vo viên tròn xong rồi và mình làm ra được là 20 viên nhân. Bây giờ thì mình sẽ chia ra làm 20 viên bột. Mình sẽ ngắt một cái viên bột nhỏ ra, sau đó thì mình sẽ vo tròn. Rồi mình sẽ dàn cho bột nó mỏng ra như thế này nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái viên nhân cơm dừa vào trong chính giữa của bột. Sau đó thì mình sẽ túm cho bột nó áp sát vào trong viên nhân. Thì như vậy cái bánh sau khi mình hấp ra nó sẽ không có bị chảy xệ xuống. Và hôm nay thì mình sẽ làm món bánh ít khoai lang tím nhân dừa. Thì với cách làm mới này thì mình không cần sử dụng lá chuối để gói bánh. Mình sẽ sử dụng một cái khuôn hình bông hoa. Và cái khuôn này thì mình có thoa một lớp dầu dừa vào xung quanh thành khuôn nè. Để chút nữa mình lấy cái bánh ra nó cũng rất là dễ dàng. Và cái bánh sau khi mình hấp ra nó rất là bóng mượt và thơm nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho cái viên bột vào trong cái khuôn. Sau đó thì mình sẽ dùng ngón tay mình đè cho cái phần bột này nó thật là chặt vào trong khuôn. Để chút nữa mình lấy cái bánh ra thì nó sẽ in những cái đường hoa văn ở trên cái bánh, nhìn nó sẽ rất là đẹp và sắc nét. Và đây là cái bánh ít khoai lang tím đầu tiên thì mình cũng đã làm xong. Và mình tạo ra một cái hình bông hoa mai màu tím nhìn rất là đẹp luôn. Và ở đây thì mình cũng có chuẩn bị một cái miếng lá chuối nhỏ. Sau khi tạo hình ra xong thì mình sẽ cho vào trong cái miếng lá chuối này để chút nữa mình đem đi hấp. Thì với cách làm món bánh ít khoai lang tím như thế này nó cũng rất là đơn giản, dễ làm và làm thì cũng rất là nhanh. Và đây cũng là một cái cách làm mới dành cho những anh chị nào mà mình không có lá chuối để có bánh ít. Thì mình có thể áp dụng ngay với cách như thế này và làm ra những cái bánh ít với những cái hình bông hoa nó sẽ rất là đẹp. Và trước khi mình cho cái viên bột vào trong cái khuôn hình bông hoa mai như thế này thì mình sẽ thoa một lớp dầu dừa để khi mình lấy cái bánh ra nó rất là dễ dàng và bề mặt của bánh nó cũng rất là bóng mượt và rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái bánh lên cái miếng lá chuối nè. Mình không có cần sử dụng lá chuối để gói bánh, nhưng mà cái bánh sau khi hấp ra xong nó cũng rất là thơm cái mùi lá chuối nữa. Bánh ít khoai lang tím thì mình cũng đã tạo hình ra xong. Bánh mình làm ra rất là nhanh luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào trong nồi và mình sẽ hấp bánh trong vòng là 15 phút. Bánh ít khoai lang tím sau khi mà mình hấp khoảng được 15 phút thì bánh cũng đã chín rồi. Wow, cả nhà xem nè, bánh nhìn ngon ghê chưa? Khi mình dở nắp ra, bánh nó rất là thơm cái mùi khoai lang.
Thì với cách tạo hình ra những cái bông hoa mai như thế này thì bánh có một cái màu tím hồng của khoai lang nhìn rất là đẹp luôn. Và cái bánh khi nó chín nó trong lại. Và mình có thoa là dầu dừa lên bề mặt của khuôn á, cho nên khi mình lấy cái bánh ra nó rất là bóng mượt luôn nè cả nhà. Bánh ít khoai lang tím sau khi mình hấp ra xong á, cái bánh nó rất là mềm dẻo. Mình không có sử dụng lá chuối để gói bánh, nhưng mà cái bánh sau khi hấp ra xong nó cũng rất là thơm cái mùi lá chuối nữa. Đây, khi mà cái bánh nó chín á, nhìn nó trong lại rất là ngon luôn cả nhà. Bề mặt của bánh á, thì nó rất là bóng mượt luôn. Mình dùng lá chuối mình lót cái bánh như thế này nè, mình lấy cái bánh ra nó cũng rất là dễ dàng. Và bây giờ thì mình sẽ cắt cái bánh ra cho cả nhà cùng xem cái phần nhân dừa ở bên trong nha. Và khi mà mình dùng kéo mình cắt cái bánh ít ra như thế này á, mình cảm nhận cái bánh nó rất là mềm dẻo luôn. Và cái phần nhân dừa ở bên trong á, nó cũng rất là thơm nữa. Mình làm bánh nhân bánh ít á, mình cho nhiều đậu phộng vào, mình ăn nó bùi bùi béo béo, nó rất là ngon. Và bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình món bánh ít khoai lang tím nhân dừa nha. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận khi ăn cái món bánh ít khoai lang tím nhân dừa này thì mình thấy bánh rất là ngon. Vỏ bánh ở bên ngoài thì nó rất là mềm dẻo, thơm của mùi khoai lang. Phần nhân ở bên trong thì béo béo bùi bùi của dừa và đậu phộng. Mình ăn nó rất là ngon và không có bị ngán. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm mới về món bánh ít khoai lang tím nhân dừa. Thì với cách làm này nó cũng rất là đơn giản, dễ làm và làm cũng rất là nhanh. Và đây cũng là một cách làm mới dành cho những anh chị nào mình không có tìm mua được lá chuối để gói bánh. Thì mình có thể làm ngay với cách này nha. Bánh sau khi hấp ra xong thì rất là mềm dẻo, thơm béo. Và mình để qua đêm bánh nó cũng rất là mềm mại và không có bị cứng. Và clip của mình chia sẻ cách làm bánh ít khoai lang tím nhân dừa đến đây là hết rồi. Cả nhà xem clip nếu thích cách làm của mình thì hãy cùng làm chung với mình cho vui. Cả nhà hãy làm thử đi, bánh rất là ngon luôn. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip bánh hay hơn cho cả nhà cùng xem. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào!